Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2024, hiện tại thì mình đang đứng ở nút giao 57B thuộc địa phận của tỉnh Bến Tre. Trong video này thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 cũng như là cái phần đường dẫn phía bên Bến Tre hôm nay tiến độ như thế nào rồi. Hiện tại mình thấy là ngay tại nút giao quốc lộ 57B này, các đơn vị thi công đang tập trung máy móc thiết bị rất là đông để mà tiến hành cấp phối đá dăm ngay tại vị trí này. Phía bên trên cái phần cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho đó, thì gần chỗ mà cái dốc lên cầu đó, thì các đơn vị thi công lúc trước thì mình có quay là đã cấp phối đá dăm được một đoạn rồi, thì hôm nay thì các đơn vị thi công đang tiếp tục cấp phối đá dăm đoạn tiếp theo là sẽ tiếp giáp với quốc lộ 57B ngay tại vị trí này. Ở đây là quốc lộ 57B đây ạ. Sắp tới ở đây là cái điểm tách, điểm nhập từ quốc lộ 57B là kết nối vào cái phần đường dẫn đi ra quốc lộ 60 nè. Rồi cũng như là hướng bên đây là từ quốc lộ 57B mình nhập lên, mình đi lên cầu chính là đi qua phần Tiền Giang. Đây là xe phun nước nè. Dỡ tải rồi thì các đơn vị thi công phải nói là làm việc rất là nhanh luôn ạ. Đây là xe lưu làm việc 4-5 chiếc luôn. À không phải là cả chục chiếc mọi người ơi. Xe cuốc, xe cẩu tập trung máy móc thiết bị, vật tư rất là nhiều luôn ạ. Mà cái chiếc xe lưu này phải nói là quá dữ luôn, xe lưu mình lưu tới đâu đó mình đứng ở đây mà rung rinh cái chân của mình luôn ạ. Còn đây là xe phun nước đây, quý vị khán giả xem ạ. Trên công trường hôm nay rất là nhộn nhịp. Chỗ này sắp tới chắc mình suy đoán là có thể là sẽ làm cái đèn xanh đèn đỏ thôi ạ, chứ không có dòng xây ở đây đâu ạ. Thì gần đây thì một số anh chị cũng có hỏi mình là ngay tại chỗ này làm dòng xây hay là làm cái đèn xanh đèn đỏ, thì theo mình đoán là không có dòng xây đâu, chỉ làm đèn xanh đèn đỏ để mà các phương tiện từ phần cầu chính chạy ở đây. Rồi cũng như là điểm tách nhập từ quốc lộ 57B vào phần đường dẫn. Đây mình sẽ chạy xe vào bên trong để cho quý vị và các bạn thấy được cái đoạn mà cấp phối đá dăm rồi hôm nay cái như thế nào ha. Đây là công ty Tân Nam ạ. Hôm trước phải nói là cát ở đây là rất là cao và bây giờ dỡ tải xong rồi tu xuống rất là thấp luôn. Rồi đây là cái đoạn đã cấp phối đá dăm xong rồi, rất là rộng luôn ạ. Này là về gan mặt cầu của cầu Rạch Miễu 2 là phần đường hình như là 21m ạ, rất là rộng. Đây quá rộng luôn. Đây là xe thảm bê tông nhựa cũng đã tập kết về vị trí này rồi, thì chuẩn bị cấp phối đá dăm xong là các đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa. Wow, cấp phối đá dăm rồi là rất là êm luôn, cũng như là những người dân sinh sống ở trong đây lúc trước đi phần cát rất là nhiều, đi lại rất là khó khăn. Bây giờ cấp phối đá dăm rồi, bà con có một cái đường đi vào những cái nhánh rẽ, những cái đường đan phía bên trong nè, cũng dễ dàng hơn à. Hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng phía bên Bến Tre đã hoàn thành 100% rồi,
Còn phía trước mặt màn hình quý vị và các bạn đó là cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho, thì tiến độ thì cũng đạt khoảng 95% rồi. Còn phía bên sau mình á, là hướng đi ra quốc lộ 60 á, là gần nhất là cầu Ba Lai, thì tiến độ là cũng đạt khoảng hơn 95% rồi, thì cũng sắp xong rồi. Hiện tại thì chậm là do công tác giải phóng mặt bằng phía bên Tiền Giang chậm, nên là nhà thầu không có mặt bằng để mà thi công, nên là một số gói thầu phía bên Tiền Giang thì cũng chậm, nhưng mà về tiến độ tổng thể của dự án thì vẫn đảm bảo, không có bị ảnh hưởng. Nên là các nhà thầu chỗ nào mà có mặt bằng rồi là đưa vật tư thiết bị vào làm việc rất là nhanh chóng luôn. Đây là phần cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho đây. Thì hiện tại thì các đơn vị thi công, nhà thầu đang hoàn thiện các công việc cuối cùng là thi công gờ lan can nè, giải phân cách, rồi cũng như là những cái dốc cầu ngay tại vị trí này, giống như là cái đường lên phần cầu chính nè, thì sẽ hoàn thiện những cái công việc cuối cùng này, chứ cái phần cầu chính đã hợp long vào cuối tháng 3 xong rồi. Rất là rộng rãi luôn ạ. Từ vị trí này quý vị và các bạn sẽ thấy được hai trụ chính dây văng B19 và B20 hôm nay đã xây dựng lên rất là cao rồi. Hiện tại ở trụ B20 phía bên cồn Thới Sơn đang hoàn thiện thép đốt thứ 21 trên tổng là 32 đốt. Còn phía bên Tiền Giang ở trụ B19 là đang hoàn thiện thép và ván khuôn của đốt thứ 19 để mà chuẩn bị cho các quá trình bơm bê tông. Rất là cao luôn. Tổng là 32 đốt, thì mỗi đốt thì khoảng 4-5 mét gì đó cả nhà ơi. Mình không biết chính xác là bao nhiêu, tại vì tùy đốt nữa. Ở dưới thì mỗi đốt thì nó hơi cao, còn càng lên trên thì mỗi đốt từ tùy theo đốt là nó có cái độ cao khác nhau. Chuẩn bị là lên cái dầm ngang thứ hai phía bên trên rồi ạ. Phần cầu chính của cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, còn đây là cái phần cầu phụ nè, cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho này, cầu gì không có dây văng, dạng như đúc hẳn cân bằng và ghép dầm. Và hiện tại thì phần đường dẫn phía bên cồn Thới Sơn này, từ cái phần cầu chính xuống cồn Thới Sơn này, thì các đơn vị thi công đang tiến hành gác các phiến dầm ở các nhịp tiếp theo. Hiện tại thì đã gác ở trụ B30, 30, 31 nè, rồi 32, 33, 34, 34, 35, 36, rồi 37, 38, qua phần mố cầu của trụ A39 đó, thì cũng tiến độ cũng rất là nhanh. Thì các đơn vị thi công đang tiến hành tập kết các phiến dầm để mà chuẩn bị cho các quá trình gác dầm ở trụ B22, 23, 24. Tiến độ rất là nhanh, thì các đơn vị thi công quyết liệt thi công để mà đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đề ra của Bộ Giao thông Vận tải vào dịp lễ 2 tháng 9 năm 2025. Một số anh chị nói cái phần cầu vượt này nhỏ, không có nhỏ đâu ạ, tại vì mình quay lên xa xa thấy nó nhỏ chứ lại gần thấy rất là to nha. Bây giờ mình sẽ quay xuống cho cả nhà mình thấy được cái phần đường dẫn phía bên Bến Tre ngay tại quốc lộ 57B, công tác cấp phát dầm ha. Nắng phải nói là cỡ 38, 39, 40 độ khủng khiếp. Các đơn vị thi công, các anh công nhân và các anh kỹ sư cũng đội nắng làm việc xuyên lễ để mà đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo tiến độ. Quá rộng luôn ạ. Mới cấp phát dầm thôi là mình thấy đẹp rồi, thảm bê tông nhựa là còn đẹp, còn rực rỡ nữa nha. Trên toàn tuyến của dự án cầu Rạch Miễu 2, đây cũng là điểm đầu tiên đã tiến hành cấp phát dầm rồi, và
một số nơi cũng đã dỡ tải rồi và cũng đang chuẩn bị cho cái quá trình cấp phép đá dâm giống như ở chỗ này. Quá hoành tráng luôn ạ. Đi thẳng qua bên kia đó là đi vào cầu Ba Lai, hiện tại thì cũng sắp hoàn thành rồi, tiến độ hơn 95% rồi. Rồi, ra chỗ này quý vị và các bạn thấy là phía trước mặt đó là chiếc xe xe lấy nước nè, xe đang tưới nước ạ. Đó là những tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 ngày 2 tháng 5 tại nút giao 57B thuộc địa phận của Bến Tre. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay. Cả nhà mình đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi mình đăng những video mới nhất, quý vị và các bạn có thể là xem ngay được những tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hẹn cả nhà một video tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua phần cầu chính để mà quay cho cả nhà mình xem phần cầu chính hôm nay có gì thay đổi nha.